có. Rồi hả? Người ta hại luôn. Người ta phá đó mà không được gì chưa. Khói ngủ không được bức giấc lắm. Dạ. Rồi anh coi nhắm mắt đi nhớ chớp chớp. Nhắm mắt chớp chớp. Nó nhẹ mắt chưa? Nhắm mắt chớp chớp rồi coi nhẹ chưa? Chớp rồi nhẹ. Nhìn cô bé nè. Nó bị nặng nặng mắt như buồn ngủ mà nó không có ngủ. Có đâu ngủ phà phà. Không, cái ngủ thì chắc ngủ thì ngủ. Nhưng mà con mắt nó bị cái gì á. Có một thời gian 6-7 tháng là không ngủ. Đó, quậy dữ lắm. Dạ. Thì bơ cho bức giấc ngồi thì tiêu loại giống như bé đi động quậy nè. Dạ. Vậy đi. Nắng vô hậu. Nắng vô rồi nó dậy đó này. Vậy làm cho ngủ từ mà. Khỏe lên là làm gì mà vui hơn ha. Trời ơi, tự nhiên nó phải mọi người nó có được như hộp. Nhưng mà sao tự bị vậy có chứ biết niệm Phật. Biết niệm Phật. Giờ bị khất bảo ghét con mấy cái Phật mới niệm Phật. Chứ chứ này đâu có kinh khủng gì. Mằng cái ăn chứ. Nên cũng quyền phạt. Giờ làm cơm canh mời xuống liền ăn đi. Tự về anh em bà già có bỏ một người. Có bỏ một người nên đi theo này à. Nhiều khi mằng kiền dữ chắc có khi không còn xu nào á. Đúng không? Đúng à. Đó là em đúng thái thái. Cứ nói đi. Bé đi ăn trộm mà không mắc cỡ. Anh đâu có ăn trộm đâu mắc cửa. Anh mời. Anh bỏ chỗ này là đúng không? Có hết tay rồi. Thì cái nơi mới nhất ở đây nó đồn ở trong này nó mới ra đây. Nghe không? Chứ chứ đâu phải nhất ở đây mà nhất ở đây thì chỗ này nó hết. Đúng rồi, đúng rồi đó. Cái mồi đúng rồi. Nữ gì đâu kinh đâu. Đến bác sĩ à. Về chết không có chữ người ta. Được rồi. Cũng là cái tốn tiền luôn mẹ dẹp thủy kỳ làm vậy giật mình bệnh nó mới chạy đẹp quá đẹp hơn đẹp hơn không đẹp hơn người ta cũng coi hết á mà em không có được bắt sai chạy lại đi mua đồ chơi tặng bé. Bé đó cũng đang đồ đồ chơi sáng giờ nè, tặng em nó chơi đi bé khỏi chơi vậy chơi chung còn đồ của bé nào có được xin nha. Giang hồ ngồi kìa đó đó nó giang hồ giống đó. Ở đây là giang hồ núi nè, đá mà lăn xuống là giang hồ đồng bằng sập lép luôn đó, tin không? Nhảy xong quậy 6-7 tháng luôn đó cô bé ơi. Đừng có nói mà để nhiều chuyện quá. Để nhiều chuyện quá. Để người ta mà để cho con này. Người ta đang làm việc. Ừ. Đúng rồi đó. Quấn tôm chậm. Cái con nước miếng anh đừng nói mắt thì quên nha. Mắt vệ sinh nha, đừng nói mắt vệ sinh nha. Ừ. Đó. Rồi thẩu vào nội đó kìa. Thẩu vào. Đợi cho nó biết mặt hai bạn trong chúng ai đó. Chỗ này giống như giữ. Đúng rồi. Mà ta bắt dưới này nó thòng thét to, lòng thòng dưới này chị nè cũng nhiều chuyện mà. Làm cơ gì đây đó, mà lòng thòng này mình chụp dưới này. Dạ. Một lát bóc điện thoại này mà sợ trời nó bóc túi chứ không để ta bóc ở trên này. Xem như mình trong đó mừng mà không cái điện thoại để tay chứ không lẽ đứng đây đâu đâu dùng ra cái gì nó chạy luôn rồi dù chủ dễ vô lại đi già hồi nãy cô bé có giận cái gì đó nhớ có giận gì về chút gì kiếm cháu đồ đồ đen ăn thì phải cháu đồ đen cháu đồ đen ăn đợi 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 đợi
đầu nữa. Mà mình về mình nấu đi trước đầu. Có 2 3 thứ đậu. Bây giờ anh còn nghe rõ bé kiến cái điều chim á, hồi xưa bé nói đời gì nhậm mà nhiều mà là mấy người kia nói trong vừa nhậm giờ đớp đớp được không, gặp đớp được không, đồng gô vui chiến mà rồi dùng cái này đây. Bỏ mở ra làm vậy này à, còn ông chịu yếu đuối quá. Rồi đưa đứng lên đi, sao mà đó? Sao mà sao? Bông bạc. Em muốn hỏi nói gì không? Nói gì không? Nói gì đi. Trên đâu mà hỏi. Bệnh quá Phật ơi, cứu con mua mặt ở bờ mình, bông bạc. Cúng đất đai luôn, đưa là trước đường cúng sáo chén cơm đi, người bị người ta ngoài đường người ta theo á. Rồi bị đeo vô bị dứt vậy thôi chứ tao người cũng phải làm chứ bị nóng vàng. Bông bạc. Mà nấu mâm cơm canh cũng đi quyền với cái cách làm đợi đem người trước luôn á, sao chén cơm đồ ăn giờ nọ chứ đi cần và cái quả đen đó đó chứ nó nhìn cái chớp hút phì hòa là khỏi thôi. Vậy là cái phần anh chị đây là xong đó bé. Đợi chúng ăn là được đem lên ướt hết ăn không được ăn ướt hay mưa á không để mà ăn được nên mượn chỗ bỏ cô cá mà cậu cá tặng mời rồi rồi rất dụng đều ăn á đem vàng đem không con có đơn nước nơi nước bây giờ có nước vừa ai đúng hay là gì chị lờ á mở không được á bị đau đây nè giờ chị nấu có rồi có anh tủ rồi nấu cái dừa trái cái xanh xanh rồi rồi ngoài là cái dừa chú đều phải cái gì ta lý á chị bí đào mơ mặt rồi chị chế cái nước này vào á mơ mặt cho mấy hộp sen cho một lát lừng rồi tuần á đập ra nó bỏ vô rồi nuốt cho chạy qua đây khỏi bỏ ra đây cái vô nuốt chạy qua đây là khỏi vậy thôi hết rồi đó bé làm vậy không á vậy không con cũng có nữa chở rồi thì cũng hơn leo không ở đó có đó ở trên thùng phàn có đó chị lấy rửa cho bé đi cho bé một cái đi chị lấy rửa để xem coi rửa bé trên xe rồi đúng lên ba. Không nhà cửa chị tối khui vậy sao vậy? Trời ơi cái chỗ tối là nó tối chứ sao là biết đùa. Rồi làm sao cho sáng thì khi về tự mần hỏi ông Tâm á. Tâm nào? Trời ơi thì tiếc tiền điện không mở cả chịu. Trời ơi đúng rồi đó. Đúng tiền điện. Mà bộ ở nhà ít cái bắt đèn mà. Có bắt hai chồng nó bắt lắp hàng. Không ra. Đem tắt. Biển bắt lên nó chạy cho biết đường tắt. Cho sáng nhà nó ít có âm mưu hơn. Ăn đi. Để bắt tình sáng. Cúng của quyền, cúng vừa vừa xong rồi quay lưng vô thì ngoài này tắt đèn. Bởi vì nhà nó tối. Vậy mau Phật cảm ơn nha. Rồi đó chị. Đi chơi đi nha. Chờ chứ chạy cái anh cho ông đi một chiếc anh nó về rồi chạy cái anh có một tám cô bé kêu sao ở nhà làm gì chung có duyên lắm mới gặp chứ dễ gì hiếm lắm thật sự. Bây giờ bé còn tư muốn làm bến tre nó là đi hai chỗ. Vĩnh Long với bánh tre. Vĩnh Long với bánh tre.
sập nhà luôn. Trời ơi, đủ màu luôn ha. Cái này đủ màu luôn là cái này đủ màu luôn bé. Cái cơ cho chị tặng bên đó. Đâu? Cái cơ trồng khắp á. Vậy hả? Cái cơ trồng khắp á. Dạ. Sao con thỏ đã chưa khó bé ta. Đâu chơi bé ta. Ai ta đưa chơi là bé vui lắm. Chứ bé không có chơi nha. Tặng rồi nó vui thôi chứ bé không có chơi mà. Chứ đừng nó cái bé em đồ chơi mà đâu người bé chơi đông được em. Chứ bé không có đông nha. Tự canh đi. Trời tự gặn bé đồ chơi là bé vui à. Bé nhận được chưa rồi. Chứ không nhận dữ lắm. Ở đây thì cũng con cá bị con đi làm chút xíu con về Tết nữa. Con mà con chơi. Giờ đi bé đi ạ. Giờ bé đi làm nữa nha. Rồi chào bé nha.